Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Yamaha R3 hầm hổ phong cách MotoGP. Cái chiếc Yamaha R3 là cái chiếc Sport City cá nhắc nhiều trong cái phân khúc là tầm trung, là cái sự lựa chọn không ít anh em mời phần cơ lớn bước chân vào thế giới mô tô. R3 thiết kế hầm hổ không kém cạnh gì với những người đàn anh lớn, với kỹ thuật điều khiển là cũng rất phù hợp với New Baker. Và qua đây chúng tôi xin giới thiệu các bạn những một cái dòng xe độ này đến từ Thái Lan. Theo chủ nhân chia sẻ độ phong cách của MotoGP, ngoại hình tạo điểm nhấn phong cách là tem đấu MotoGP với cái gam màu là trắng đỏ sọc đen rất là thể thao. Dàn chân mặc định được chủ xe phù phép với cái dàn ống phục là theo phong cách thiết kế upslow, đánh lừa thị giác không ít anh em, tăng thêm cái sự thể thao cho bản đồ này. Ở phần đầu xe còn được chăm chút kỹ với kính gió đồ chơi, chụp chân kiến CNC. Cái bộ body kit khiến cái phần đầu em nó trở nên hàm hổ hơn, tương tự cái mẫu Ninja 2 của nhà Kawa. Và cuối cùng nhằm tạo ra cái sự hứng thú với có động cơ là hai xăng khá khiêm tốn của phiên bản R3, chủ nhân cũng đã cân nhắc và trang bị thêm cái bộ ống xả Anobis Carbon, đem lại thứ âm thanh quy lực hơn. Suzuki Hayabusa thiên thần xa lưới trong diện mạo full carbon. Suzuki Hayabusa là một huyền thoại trong súp bay siêu độ, hay được nhắc đến với cái tên gọi là thần gió. Suzuki ZX-R1300 sổ thiết kế là khá to, với yếu tố nhấn mạnh tính kinh học. Nhìn chung là khó ai có thể bỏ qua được vẻ đẹp cũng như cái sức mạnh được huyền thoại nhắc đến. Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng cái chiếc xe độ kiểm này nhé. Tổng thể Hayabusa kiểm soát với gam màu đỏ candy đen đầy lô cuốn. Màu đỏ này hiện nay là trào lưu trong giới chơi xe nhỏ hiện nay. Đầu xe được hoàn thiện hơn với kính gió Macron Racing, nhấn mạnh thêm thiết kế chế độ học chữ C. Mặc dù cái mẫu xe mới này đã sẵn có cái chạy lực mặc định, tuy nhiên theo chia sẻ thì không thể kiểm nổi cái sức mạnh của con bậc này, cho nên chủ nhân cũng đã cân nhắc thay đổi thêm cái chạy lực trung tâm Skull Hollin. Hệ thống van tay lái và con dầu cũng được thay đổi khi trang bị cái cụm ASET kết hợp với những chi tiết cái cốc bình dầu Rizuma khá tinh tế. Hoàn thiện thân em nó chỉ trang bị một ốp carbon Iberger, vị trí bề mặt bình xăng được hoàn chỉnh với ốp Chesswood. Các tinh tiết dưới thân xe là sửa đổi đáng nể mê hoặc của bộ mâm Bacardi hợp kim nhôm, hệ thống treo upslow Hardin ti vàng, phanh của Rembo EOS, vuông cao ốc vương niệm Thái Lan, đĩa của cà phê vân vân. Tăng cường hiệu quả kiểm soát phanh sau thông qua cái bộ đồng bẫy liên hợp từ gót carbon, số đẩy Listerine, bên đạp Rainbow Bridge. Dàn chân sau được hoàn thiện với cụm phanh của Rainbow Bridge, phát nhôm ASB Racing, dầu S, đầu cong, đĩa của cà phê. Hệ thống giảm thanh cũng được trao chuốt với cặp ống xả kép Yoshura Carbon with A. Hệ thống chê sau Holden với cái đúng tùy chỉnh cũng được bố trí riêng. Cảm ơn các bạn đã dõi này là cái tiếp. Nhớ like, subscribe.